Thưa quý vị, tròn 50 năm trước, ngày 5 tháng 6 năm 1972, hội nghị đầu tiên của Liên Hợp Quốc về môi trường và con người được tổ chức tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển với khẩu hiệu là chỉ có một trái đất. Cũng từ ngày này thì chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Ngày Môi trường Thế giới đã ra đời. Ngày Môi trường Thế giới năm nay, Liên Hợp Quốc đã lựa chọn lại khẩu hiệu chỉ có một trái đất của hội nghị Stockholm năm 1972 làm chủ đề, như một cách làm sống dậy động lực cùng hành động để bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. 50 năm sau hội nghị Stockholm, thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường lớn, trong đó phải nhắc tới ba cuộc khủng hoảng toàn cầu là biến đổi khí hậu, ô nhiễm và mất đa dạng sinh học. Ước tính 90% nhân loại sẽ phải hít thở không khí ô nhiễm. Đây là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của 9 triệu người trong năm 2019. Dự báo trong 10 năm tới, cứ 4 loài sinh vật mà con người biết sẽ có một loài bị xóa sổ hoàn toàn. Bởi vậy, thông điệp của Ngày Môi trường Thế giới 2022 là cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam khi luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 chính thức có hiệu lực. Đây cũng là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế bền vững. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm nay thì doanh nghiệp cũng như là người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường. Việc phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường được các đơn vị doanh nghiệp phối hợp cùng với các cấp ngành luôn quan tâm chú trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Là một doanh nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu công nghệ cao tại tỉnh Thái Nguyên, doanh nghiệp này luôn ý thức được trách nhiệm về vấn đề phát triển bền vững và là một trọng tâm phát triển, là sứ mệnh truyền thông của doanh nghiệp nhằm góp phần mang lại sự phát triển ổn định bền vững cho cộng đồng xã hội cũng như làm gia tăng giá trị thương hiệu và văn hóa của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn áp dụng những cái công nghệ tiêu chuẩn trên thế giới để bảo vệ môi trường. Chúng tôi tuân thủ một cách chặt chẽ các cái quy định của pháp luật về môi trường. Chúng tôi cũng hỗ trợ bà con mua những cái thiết bị để mà thu gom rác. Chúng tôi cũng giúp bà con trồng nhiều cây xanh để mà làm cho sạch đẹp môi trường và tăng những cái khí oxy từ cây xanh. Những năm qua tại Thái Nguyên, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới luôn được các cấp ngành, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức, lao động và cộng đồng nhân dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hàng tháng cứ vào ngày cuối tháng là chúng tôi huy động toàn thể nhân dân cùng chung tay góp sức để quét dọn đường làng ngõ xóm. Bên cạnh đó thì thực hiện sự chỉ đạo của ủy ban. Chúng tôi cũng đã thành lập một cái tổ bảo vệ môi trường, tổ tự quản, và các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là công ty Núi Pháo cũng luôn luôn đồng hành cùng với cơ sở xóm. Đảng ủy ban hành nghị quyết giao cho ủy ban xã xây dựng kế hoạch triển khai tới các xóm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 hàng năm và tổ chức chương trình vệ sinh đường làng ngõ xóm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xanh sạch đẹp, đặc biệt là cái vấn đề phân loại rác thải đầu nguồn. Có thể thấy, tại Thái Nguyên, việc tuân thủ các quy định trong bảo vệ môi trường cùng với công nghệ sản xuất hiện đại, quy trình quản lý nghiêm ngặt và những chính sách phát triển bền vững cho cộng đồng luôn được các đơn vị doanh nghiệp thực hiện đầy đủ cùng sự giám sát quản lý chặt chẽ của các cấp ngành và được xác định là hướng đi đúng đắn nhằm góp phần cho sự phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường của địa phương.